Sau khi chuyển qua cơ sở mới thì tụi mình đã quyết định chọn căn phòng này làm hang ổ của tụi mèo ở tiệm Mèo Sen. Tụi mình đang trong quá trình dọn dẹp và set up cho phòng mèo. Và đây là đồng chí Hoa Nhỏ, người giám sát công trình thế kỷ ngày hôm nay. Hôm nay tụi mình vừa đón một bé mèo Lilac ở ga Đà Nẵng về nè. Bé này đã được 8 tháng tuổi và là con gái. Wow. Bé Lilac này form rất là to luôn và bé đã được sử dụng và tiêm đầy đủ 3 mũi rồi nhé. Tụi mình quyết định đặt em bé tên là Trang. Cái tên thật là dễ thương phải không nè? Trang là một bé mèo rất lười biếng, Trang sẽ nằm ở bất cứ đâu, có thể nằm cả ngày mà không biết chán. Kể cả lúc cho ăn, Trang cũng sẽ lười biếng nằm năm mẹ không thể đứng dậy. Trang cũng rất hay làm trò bằng cách le lưỡi trông rất là ngáo ngơ. Mong là em bé sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc với gia đình tiệm Mèo Sen. Hello hello, hôm nay tiệm Mèo Sen chúng mình lại đón thêm một bé mèo về Đà Nẵng nè. Bé này là anh lông ngắn màu bicolor phong to và là con gái. Em bé đã được 8 tháng tuổi, đã sử dụng và tiêm đầy đủ 3 mũi rồi nè. Tụi mình đặt em bé tên là Chỉnh. Chỉnh có một đôi mắt tròn xoe, mặt trong lúc này cũng hoang mang về thế giới xung quanh. Vừa về nhà em có vẻ là khá nhát nhưng mà dần dần đã quen và bắt đầu biết nịnh nọt để xin ăn ba tê rồi nè. Mong là em bé sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc với tụi mình. Hello hello, hôm nay tiệm Mèo Sen lại đón thêm hai bé mèo nè. Bé Silver này tụi mình đặt tên là Chuẩn, đã được 8 tháng tuổi. Chuẩn là một em bé mèo siêu siêu tình cảm, em rất thích nũng nịu và nói chuyện với Sen. Thế mà em cũng rất là nghịch ngợm khi bày đủ trò quậy phá trong phòng mèo. Chuẩn cũng hay có những dáng nằm ngủ rất là buồn cười và còn không biết kêu meo meo nữa. Chuẩn chỉ biết kêu é é thôi ạ. Còn bé xám xanh được tụi mình đặt tên là Chẽm. Chẽm là một em bé mèo có giao diện rất là khó chịu nhưng lại luôn nghịch ngợm và chịu chơi chung với các em mèo khác. Chẽm rất thích chơi cần câu và đặc biệt luôn tự bày cho một mình mà không cần Sen luôn. Chỉ nịnh nọt khi nào mà cần ăn thôi. Cả hai bé đều đã được sử dụng và tiêm đầy đủ 3 mũi rồi nè. Chuẩn và Chẽm cũng khá là thích chơi cùng nhau. Mong là hai em bé sẽ luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc cùng với tiệm Mèo Sen chúng mình.